người chết để tiếng. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có lẽ người bị nghi ngờ về hành vi lẫn lý lịch không minh bạch là leo tới chức vụ cao nhất, chủ tịch nước đang có rất nhiều nguồn dư luận tranh cãi là công hay tội với bề dày hoạt động cách mạng của ông, Đại tướng Lê Đức Anh. Cuộc tranh luận bắt đầu từ một bài viết ngắn trên trang Facebook của Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh 44 năm trước, đại tướng Lê Đức Anh chỉ huy một cánh quân trong đội quân huyền thoại tiến về Sài Gòn thống nhất đất nước, mang lại hòa bình cho dân tộc. Ông sẽ là người cuối cùng trong bộ chỉ huy chiến dịch năm ấy ra đi mãi mãi. Bài viết nhận được hàng ngàn phản hồi của người đọc và trong đó, câu chuyện gạt ma được đem ra làm vũ khí chống lại đại tướng Lê Đức Anh thay vì vinh danh những gì mà con trai ông cố gắng đánh bóng cho cha mình sau khi ông mất. Trong khi giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, ông anh là người có công vận động, kết nối, tiếp xúc với các nhân vật trong bộ chính trị Việt Nam, làm cho cuộc gặp gỡ hội nghị Thành Đô hình thành, để từ đó lịch sử cận đại Việt Nam lắp thêm một trang bí ẩn về nội dung cuộc gặp gỡ này khiến cho đất nước ngày một chính chặt hơn. Với Trung Quốc, nơi có một chính phủ luôn muốn Việt Nam thành chư hầu qua nhiều cuộc chiến tranh trong suốt chiều dài lập quốc. Nếu xét về công thì có lẽ Lê Đức Anh là người có công giữ Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới ngày nay. Ngay khi Liên Xô sụp đổ, Lê Đức Anh đã chủ động đưa Việt Nam vào gần hơn với Trung Quốc sau cuộc chiến Tàn Khốc năm 1979 làm cho hàng trăm ngàn dân quân Việt Nam thiệt mạng. Nhưng nếu xét về tội thì Lê Đức Anh có lẽ cũng không thiếu bằng chứng xác thực cho việc quá lo sợ sức mạnh của Trung Quốc mà ra lệnh cho bộ đội tại Gạc Ma phải nhịn nhục, không được nổ súng đối với người bạn đã giết dân mình tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Câu chuyện không được bắn, không phải bây giờ mới kể, mà từ nhiều năm trước, khi thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từng giữ chức giám đốc bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do trung tâm mình tổ chức, tướng Lê Mã Lương cho rằng có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa không được nổ súng và sau này nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Hơn 10 năm sau, nhà văn Phan Trí Định đưa ra bài viết trong đó cho biết chiến sĩ Lê Đăng Doanh là một trong nhiều người chứng kiến ông Nguyễn Cơ Thạch đập bàn vì cái lệnh phản quốc này do Lê Đức Anh ra lệnh trong một bài phỏng vấn của tôi trên RFA, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, người tham dự buổi hội thảo có phát biểu của tướng Lê Mã Lương cho biết, nhận xét của ông về việc tướng Lương công khai điều mà Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam giấu kín sau sự cố gạt ma. Câu đó của Lê Mã Lương là hoàn toàn đúng bởi vì những năm 80 tôi là tiến sĩ thiếu tá có anh họ là Lê Ngọc Hiền là Thứ trưởng Quốc phòng, Lê Trọng Tấn là Tổng tham mưu trưởng quân đội, cho nên những trường này chúng tôi biết cả. Cùng lúc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một nhà ngoại giao kỳ cụ, am hiểu sâu sắc vấn đề Trung Quốc đánh giá, quyết định không nổ súng của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh. Tôi cho rằng lúc bây giờ, ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn, để lại cho Trung Quốc giết chiến sĩ của mình như là bia sống thì tôi cho đó là một hành động phản động, phản quốc. Ông Lê Đức Anh là ca đồn điền cao su của một người tình báo của Pháp, chứ ông không phải tham gia cách mạng lâu dài gì đâu. Chẳng qua, ông ấy khai mang lý lịch, rồi thì được lòng ông Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ cứ đưa ông Ấy lên vù vù trở thành bộ trưởng quốc phòng, sau này thành chủ tịch nước. Các điều đó những người biết chuyện như tôi lấy làm đau lòng lắm và cho là một nỗi nhục của đất nước. Không thể cho là Thiếu tướng Lê Mã Lương, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hay Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải là người vu cáo cho một sự việc tài trợ như vậy. Hơn nữa, câu chuyện có bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng không thể là một chuyện hư cấu khi các nhân vật chứng kiến câu chuyện này vẫn còn sống và làm nhân chứng cho một giai đoạn lịch sử thương tâm của đất nước. Đại tướng Lê Đức Anh vừa qua đời, hưởng thọ 99 tuổi, trong khi ông từng bị đột quỵ nặng nhiều chục năm về trước. Đây là phép lạ mà một người bị tai biến như ông vượt qua được cái chết để tiếp tục hưởng thành quả mà ông đã tạo dựng trên đất nước này. Tuy nhiên thành quả ấy bị người dân oán tháng hơn là ca tụng vì máu của những người lính gạt ma. Cọp chết để da cho người đời làm thảm lót chân, trong khi người chết để là tiếng thơm hay bốc mùi tùy vào hành vi lúc còn sống. Lịch sử rất công bằng, không ai có thể thay đổi hay bóp méo nó để một kẻ phản quốc lại trở thành anh hùng. Công trạng của một đại tướng thường được chính thể mà người ấy phục vụ đẩy lên tới trời. Nhưng khi thể chế thay đổi thì hầu như ngay lập tức tiếng xấu dành cho họ cũng sẽ nổi lên từ nhân dân. Những người theo dõi lịch sử bằng đôi mắt, không vướng bận, lợi lộc hay bẻ phái. Kính thưa quý vị, Nam Anh, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bài viết Người chết để tiếng do Mạc Lâm biên soạn.